Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà chữa một cái bệnh thường gặp cho một cái máy bơm ha. Đó là khi mà mình cấp điện cho nó đó, nó chỉ nó vô điện nhưng mà nó không chạy, nó chỉ phát ra cái tiếng e e thôi, nó tức là cái động cơ nó đứng yên ha. Mà nó có một cái có cái âm thanh như là cái tiếng e e mà nó không có chạy, thì cái bệnh này rất là thường gặp ha. Thì mình sẽ xử lý nó bằng phán đoán. Nó có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là nó bị kẹt cái cốt chính nó là trong cái động cơ của nó không có quay, nó không có quay được cái cánh bơm ha. Cái nguyên nhân còn lại thì có thể là nó nằm ở trong cái tụ điện ha. Trong đây nó có một cái tụ điện còn gọi là cái K3 đó các bạn. Thì mình sẽ lần lượt kiểm tra hai cái nguyên nhân này, coi nó bị cái hư cái nào thì mình sẽ xử lý cái đó ha. Đầu tiên là mình sẽ mở cái nắp chụp gió này của nó ra. Rồi mình sau khi mà mình mở cái nắp nắp chụp gió này ra rồi đó các bạn, thì mình sẽ lấy cái tay quay quay thử cái cánh quạt này ha. Rồi coi nó có chuyển động hay không, nó nhẹ hay không. Thì trong trường hợp này thì cái cánh này nó quay bình thường. Mình lấy tay mình quay nó thì nó chuyển động rất là nhẹ nhàng ha. Thì tức là cái này trường hợp này nó không phải là kẹt cốt. Thì cái nguyên nhân còn lại là ở chỗ cái tụ điện. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái tụ điện ra. Ở đây nó được bắt bằng hai cái con vết ốc ở hai bên. Nên mà mình sau khi mà mình loại trừ cái nguyên nhân thứ nhất là cái kẹt cốt, thì cái nguyên nhân còn lại chính là ở chỗ cái tụ điện này nó bị hư ha. Thì cái thông số của cái tụ điện này đó là nó là 12 mF, 400 V mà 12 mF. Thì mình tìm mua cái con tụ điện có cái chỉ số giống vậy là được. Thay vô thì nó sẽ chạy bình thường nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đã thay cái con tụ điện mới rồi này nha các bạn. Cái con tụ điện này đó là có bán ở những cái tiệm điện nước ha. Thì giá tiền của nó là từ 40 cho đến 50 ngàn một cái. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại nha. Rồi khi mà mình thử nó chạy rồi đó, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Rồi, sau khi mà mình đã lắp ráp trở lại những cái bộ phận nắp đậy ha, thì mình sẽ mở điện thử lại lần nữa nha các bạn.
À, thưa các bạn, vừa rồi là mình trình bày với các bạn cái nguyên nhân mà tại sao mà cái máy bơm nó chỉ phát ra tiếng e mà nó không có chạy. Thì mình đã tìm được cái nguyên nhân của nó là nó bị hư cái tụ điện trong đây ha. Rồi mình đã thay cái tụ điện mới khác cùng một chỉ số của nó thì nó chạy lại rất là bình thường ha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi cái video của mình. À, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Điện Nước 824 nha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Mến chào các bạn.